Rồi ok. Thì uh, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lại, với lại lệnh uh, tiếp theo ha. Thì hôm trước là mình đã có một cái video về lệnh line riêng và có những cái uh, thao tác cũng như là cái bước khởi đầu cho số quật của mình. Tiếp theo là dựa vào những cái bước khởi đầu đó thì chúng ta tiếp tục uh, đi tới cái lệnh uh, rectangle. Rồi sau đó chúng ta đi tới một cái video về tổ hợp bao gồm bốn lệnh và bốn lệnh này khá là dễ. Đó, nó rất là dễ dễ hơn hai lệnh đầu. Thì nó ít option hơn á cho nên là chúng ta sẽ đi nhanh bốn cái lệnh này. Và ngày hôm nay chúng vậy, chúng ta sẽ đi qua ba cái lệnh đó là lệnh slot, lệnh đa uh, giác, và lệnh điểm. Đó. Rồi thì uh, sẽ có bạn thắc mắc là tại sao uh, ban đầu thì anh nói là mình sẽ làm ra từng video, mỗi lệnh một cái video. Nhưng bây giờ sau gặp video thì mình cũng có thể trả lời cho các bạn biết đó chính là việc mà mình gặp vô thì uh, nó cũng dễ hiểu thôi, nó là thí dụ như một cái video mà nó chỉ có trong vòng 30 giây hoặc là một phút thôi, thì các bạn có cần phải coi không? hay là mình gọp thẳng nó vô trong một cái video luôn thì nó dễ hơn, đúng không? đó, rồi vậy ha, đừng có thắc mắc gì nhiều về cái đó, tại vì uh, mình vẫn cung cấp đủ cái nội dung kiến thức cho các bạn là được rồi ha. Rồi, uh, đầu tiên là cái point nè, cái điểm cái điểm thì đơn giản thôi bạn chọn nhiều cái điểm xong rồi bạn lít đối tượng thôi để đây mình tạo một cái sketch mới à, mình tạo một cái sketch mới xong sau đó mình uh, chọn vào point mình lít 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 đó thì nó ra điểm thì đương nhiên là chỉ có nhiêu đó thôi thì cái điểm nó chỉ có cái lệnh như vậy thôi đó à, rồi ok chưa rồi không lẽ là mình mình làm tới đây xong rồi mình kết thúc video luôn đúng không thì cái lệnh nó đơn giản quá thì mình sẽ làm tiếp luôn thì chúng ta sẽ có là polygon là đa giác vậy đa giác là tối thiểu là mấy cạnh à, là đa giác rồi thì tối thiểu là mấy cạnh thì câu trả lời là tối thiểu sẽ là ba cạnh nha đó à, ba cạnh rồi ok chưa rồi bây giờ mình sẽ có inscribed circle tức nghĩa là dễ theo kiểu là đường tròn nổi tiếp đường tròn nổi tiếp là sao tức là đích chuột vô kéo ra thì nó có một cái đường tròn ở bên trong là đường tròn nổi tiếp Ờ, nếu như mà các bạn chọn là Compress circle thì Nó sẽ là đường tròn ngoài tiếp ha, tùy, tùy ý các bạn muốn sử dụng như thế nào Được chưa Rồi ở đây mình có thể điều chỉnh lại 4 Hoặc là 6 đó, Để điều chỉnh đối tượng Hoặc là 9 Được chưa Rồi khi mà mình đích ok rồi đó, Thì mình sẽ không chỉnh được cạnh nữa Mình sẽ không chỉnh được cái cạnh này nữa nó như đó cạnh là nhiều đó cạnh không chỉnh được cạnh nữa còn ở mình khi mà mình vẫn còn ở trong cái lệnh này thì mình vẫn có thể đổi số được vô tư nhưng mà khi mà mình click ok hoặc là mình click là new polygon rồi thì mình sẽ không chỉnh được nữa hiểu ha ok ha rồi còn ví dụ như mình chọn về 6 đi giờ mình bấm nó for congestion thì sao kéo ra đó, bấm vô kho phần congestion thì tất cả nó sẽ trở thành đường chấm gạch hết ok ha rồi cái là lệnh uh, đa giác đó được chưa rồi đa giác với lại lệnh poi thì nó khá là đơn giản thấy không nó, nó nó rất là dễ rồi. rồi tiếp theo mình sẽ tới là lệnh uh, translot uh, slot thì thường thì nó gọi là lệnh tạo rảnh đó thì mình sẽ có là bốn dạng chia làm bốn dạng nhưng mà bốn dạng này thì nó lại chia nó thuộc là hai cái loại thôi một cái loại là thẳng là thẳng đường thẳng đó. còn một loại là đường cung à, đường thẳng thì chúng ta sẽ bắt đầu là lít chuột đầu tiên là đầu mút thứ nhất hay còn gọi là, là tâm của cái cung rồi lít chuột thứ hai là tâm của cung thứ hai xong rê chuột ra thì chúng ta sẽ có là kích thước của nó rồi trong cái lệnh slot này và cái lệnh polygon hồi nãy đó thì nó sẽ không cho mình là vừa vẽ vừa diêm kích thước những cái hình khác đó thì có thể là vừa vẽ vừa diêm kích thước được còn hình này thì nó không cho phép chúng ta vừa vẽ vừa diêm. nên lưu ý kỹ ha. Tiếp theo là dạng là chính giữa, translate nhưng mà là dạng chính giữa tức là mình không chọn hai đầu mút mà mình chọn là trung điểm và một đầu mút bất kỳ. Đó là đầu mút bên trái hoặc đầu mút bên phải rồi sau đó mình kéo ra. Còn đường cung thì sao? Đường cung thì chúng ta sẽ có hai dạng, hai dạng loại đó là cung ba đầu mút. Ở lộn cung ba điểm và cung bắt đầu từ tâm thì cung ba điểm là điểm thứ nhất là đầu muốn thứ nhất điểm thứ hai là đầu muốn thứ hai rê chuột ra là chúng ta sẽ định được cái kích thước của cái cung cũng như là cái bán kính hoặc là cái đường kính của cái cung sau đó mình rê chuột lần nữa để chúng ta định được cái độ dày của cái rãnh này là rãnh tròn là là rãnh cong hay người ta còn gọi khác là rãnh hộp đậu thì khi mình kéo dài nó ra thì nó ra hình hộp đậu đó rồi tiếp theo là cái này cũng vậy luôn nhưng mà cái này là bắt nguồn từ tâm thôi đồng mút thứ hai nè lệnh thứ hai sẽ ra đồng mút thứ nhất nè Và lệnh thứ ba là sẽ ra đồng mút thứ hai sau đó rê chuột ra thì chúng ta sẽ có được cái cung được ha rồi ok rồi nếu như mà bạn kích cái chế độ là s dimension vô á thì chúng ta sẽ chọn ha kích chế độ s dimension vô thì bạn vẽ ra thì nó sẽ ra số sẵn luôn đó nó sẽ có số sẵn luôn cho mình và sau đó khi mà mình click ok rồi mình chỉ việc là nháy đúp vô số này để đổi số lại thôi đó nhưng mà mình thì không thường làm cái này tại vì nó hơi rườm rà đó, mình sẽ để hình không như thế này xong đó mình zoom kích thước theo ý mình thôi đó được ha thì đây là video về ba lệnh slot polygon và point rồi ok